trò chơi kẻ săn người. Khác với những lần trước, Toga có sức mạnh nguyên tố, sức mạnh của hacker và sức mạnh của những siêu anh hùng. Lần này Toga sẽ có sức mạnh của một người tí hon. Toga sẽ phải đánh bại con rồng Ender nếu muốn chiến thắng cuộc chơi này. Còn nhiệm vụ của những người còn lại trong làng sinh tố là phải bắt Toga cho bằng được. Và liệu Toga sẽ chiến thắng hay là những người trong làng sinh tố sẽ chiến thắng, các bạn hãy coi hết video để biết kết quả nha. Hello và xin chào mọi người, đó chính là Viking Toga TV. Toga sẽ quyết định chiêu fan hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại với trò chơi Manhunt nè. Hiện tại số cúp bây giờ Toga đang có là 2 cái và bên Huy dắt Nabi chỉ có một cái cúp nguyên tố thôi. Ha 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 ha. Cái gì? Đúng ghê rồi. Dữ vậy được. Đúng rồi. Vậy để xem trong cái thử thách ngày hôm nay cái cúp nó sẽ như thế nào đây mọi người. Ủa cúp đâu mất tiêu rồi? Ủa cúp đâu? Cúp đâu? Ủa cúp đâu? Cúp đâu? Đâu mất tiêu rồi các bạn? Sao hôm nay không thấy cái cúp gì hết trơn, người ta kêu. Từ từ, hình như tôi thấy cái gì đó. Mọi người thấy chưa vậy? Trời ơi, nhìn kỹ vô, nhìn kỹ vô. Trời đất ơi, cái cúp nè các bạn ơi. Hôm nay là thử thách Manhunt người tí hon mà trời ơi, hèn gì cái cúp nó bé tí tẹo luôn nè mọi người ơi. Mặc dù nó bé nhưng nó sẽ thuộc về tụi tao. Ôi cái gì ghê dữ vậy? Rồi, vậy thì bây giờ để xem ai sẽ giành được chiếc cúp tí hon này đây các bạn ơi. Chúng ta cùng bắt đầu thử thách thôi nào. Tôi chuẩn bị đi vô nè. Được rồi, 3, 2, 1, bắt đầu nhảy vô. 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 Mình dịch chuyển qua đâu rồi? Ui, đây là đâu vậy? Ui, đây là một ông phù thủy. Cái gì? Phù phép hả? Ôi, cái gì vậy? Ôi, trời ơi, chuyện gì xảy ra? Ôi, mình đang thu nhỏ lại rồi nè. Ui, thì ra đây chính là ông phù thủy để giúp mình có thể thu nhỏ lại trong cái thử thách này sao? Vậy là bây giờ mình có thể dễ dàng trốn thoát khỏi những người kia sao? Từ từ để mình đi chậm. Ôi dạ, dạ bây giờ mình leo cầu thang không mình cũng mất máu nữa các bạn ơi. Ui da, ui da. Đi mà đau quá. Ôi kìa. Mọi người kia, mọi người kia. Trời ơi, may quá các bạn. Lên lầu lên rồi. Ôi trời đất ơi, hên thiệt chứ các bạn ơi. Chạy lại nhanh. Đó, các bạn đã thấy sức mạnh của người tí hon chưa? Bây giờ cách thứ của tôi nó chỉ bằng cái cây nấm này thôi. Cho nên là tôi có thể trốn một cách rất là dễ dàng. Bây giờ tôi muốn chặt một khúc gỗ thì nó mất rất là nhiều thời gian luôn các bạn. Nhìn đây, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng nào. Chặt gỗ. Trời ơi, chặt cái gỗ mà. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Chặt cái gỗ mà muốn xỉu luôn á các bạn ơi. Tại đó mình sẽ làm một cái bàn chế tạo này các bạn ơi. Xịn chưa. Trời ơi, cái bàn chế tạo gì mà nó bự quá trời bự luôn này các bạn. Được rồi, bây giờ để tôi thử chế tạo coi. A few moments later. Cuối cùng mình cũng chế tạo được một cái xẻng mini rồi. Cái xẻng này dùng để đi đào những cái thứ như con gì nhỏ xíu vậy. Giọng ai vậy? Con gà tí hon. Chết rồi, sao mọi người ở đây vậy? Chết rồi, bị phát hiện rồi các bạn ơi. Chạy thôi. Thôi mà mình có cái xẻng này để mình có thể đào được bên dưới đó rồi. Nhanh lên. Ôi, nó đang đào đá kìa. Đúng rồi, mình đang đào đá xuống dưới đây. Trời ơi, đào đi một cái chỗ nào đó để tôi có thể chốt được coi. Ôi, ây da, ôi trời ơi, ôi, cái xẻng của tôi hư luôn rồi coi. Nhưng mà, ôi, mấy con quay giật kìa. Bây giờ mình phải đi hả, kiếm một cái nơi nào đó an toàn để mình có thể chế tạo những cái xẻng mới rồi. Nhanh lên. Ôi, chết rồi, con skeleton nó đang nhắm mình rồi. Trời ơi, may quá các bạn ơi, hình là mọi người xuất hiện kịp thời. Ở đây tôi thấy có một cái hang dưới này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ làm một cái hầm trú ẩn tí hon ở dưới này các bạn. Sau đó mình sẽ hạ đào những cái khoáng sản để mình có thể chế tạo những cái thứ hạt tí hon cho mình luôn các bạn ơi. A few moments later. Rồi và bây giờ mình cần đào một chút đá này các bạn để mình có thể chế tạo ra được một cây cúp đá để mình có thể đào được cái sắt bên này nè. Bình thường khổng lồ mình đào một phát là xong rồi. Bây giờ mình phải đào ra những mảnh nhỏ li ti để mình ghép lại nữa nè mọi người. Sau khi đã đủ đá rồi, bây giờ mình sẽ thử chế tạo cho các bạn coi này đó. Bây giờ mình sẽ bỏ vô một cái cúp như thế này nè. Mình sẽ chế tạo được một cái cúp đá bình thường. Nhưng mà để coi khi mình cầm lên nó sẽ như thế nào nha. Ôi trời đất ơi, các bạn nhìn tôi nè. Trời ơi, cái cúp nó bự gì đâu vậy rồi. Nó rất là nặng luôn đó mọi người. Đào này. Trời ơi, nó nặng thiệt chứ. Bây giờ mình sẽ nung nó lên để mình có thể chế tạo ra những vũ khí bằng sắt luôn mọi người. Mình đã chế tạo thêm một thứ nữa. Đây chính là cây kiếm sắt nè các bạn ơi. Nhưng mà nó bự quá à, trời ơi. Không biết cái kiếm này khi mà tôi cầm tôi đánh nhau có được không đó. Hay là tôi cầm không nổi luôn, tôi té luôn á trời. Ủa sao nghe cái tiếng gì giống tôi gài sao á. Sao mình nghe giọng ai quen quen. Ok vậy. Ok vậy. Ôi cái gì. Ôi. Ôi. Quý bánh nhật đã tới đây rồi sao. Hello mọi người. Chạy thôi mọi người ơi. Mình có vũ khí rồi mà đúng không? Để mình dùng cái kiếm này mình đánh lại với bọn họ. Đúng rồi. Hai cha, tránh lại. Cha, cái kiếm đủ rồi. Mua đây nhau. Cái này đúng kiểu là nhỏ nhưng mà có vỏ. Đánh này. Tôi sao bị đánh này. Tôi cũng hả?
vì tôi nhỏ nên tôi bị đánh rất là đau nên tôi mới chạy trước đây. Trước mặt mình là lava, làm sao để mình đi qua bây giờ? Chết rồi, đừng chạy rồi. Bây giờ phải làm sao đây? À đúng rồi, mình còn thanh kiếm nè. À, mình có cách này. Hay cha, mình đã quăng được cái kiếm này chỗ này bây giờ. Mình sẽ đi cho cái kiếm này để qua được chỗ bên kia. Hay cha, mình lên được rồi, chạy lên được rồi. Bây giờ nhảy qua đây. Thông minh liền. Được rồi, ta nhảy qua nè. Hay cha. Ok, ui mọi người bắt đầu bắt bóc qua rồi. Được rồi, bây giờ mình phải sủi lại luôn. À, đi lại đó, đào mấy cái chỗ này để mình có đường đi lên nè mọi người. Để xem được gì. Mình thấy được gì nè mọi người. Kim cương kìa. Wow, được rồi. Đào lẹ thôi các bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, mọi người đang truy tìm mình đó các bạn. Giờ lên mình phải đào cái kim cương này lại, là đào đây, dùng cái cúp khổng lồ đào đây, đào đây. Chúng ta sẽ chế tạo một cái bộ giáp kim cương nào. Các bạn ơi, mình đã nâng cấp lên cho mình một cái bộ giáp, một cái nón kim cương và một cây cúp kim cương nữa. Các bạn biết cây cúp kim cương này để làm gì không? Để bây giờ chúng ta có thể đi đào những cái hắc diện thạch đó các bạn, để mình có thể chế tạo ra cái cổng địa ngục và mình đi xuống đó. Mình nghĩ ở dưới này chắc có đây các bạn. Bây giờ mình chỉ cần lấy nước mình đổ vô lava là mình sẽ có hắc diện thạch rồi. Mình sẽ đổ nước vô đây. Hay cha, đó hắc diện thạch nè. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ dùng cây cúp khổng lồ này, mình đào hắc diện thạch tới nào. Đào này. Mình sẽ thử xây hả một cái cổng địa ngục tí hơn, xem thử có được không nha mọi người. Bên này mình nghĩ là vừa đó rồi. Bây giờ mình chỉ cần xây cao lên một chút xíu nữa thôi. Sau đó mình sẽ lắp ở trên này lại và xong rồi. Mình đã có một cái cánh cổng địa ngục hả tí hơn rồi nè mọi người. Bây giờ mình chỉ cần đốt lửa xem thử nó có hoạt động không nha. Thấy tô gà rồi kìa. Thấy tô gà rồi. Mọi người tới kìa. Được rồi, bây giờ mình sẽ phải đốt cái cổng địa ngục này nhanh lên thôi. Hai cha. Wow, nó thành cái công gì? Nè các bạn. Cổng địa ngục mini sao? Tạm biệt mọi người nha, tôi đi vô cánh cổng đứng đây. Lại. Đi rồi. Các bạn ơi. Ơi, giờ sao tụi mình vô được đây, chạy cái cánh cổng nhỏ xíu à. Trời, tụi mình phải làm cánh cổng lớn thôi. Đi lẹ okay, nào. Đi. Được rồi, đi vô thôi. Đi thôi. Hay cha, yeah. Mình ra được rồi. Kiếm tàu gà thôi nào. Kiếm tàu gà thôi. Mọi người quá cho tôi chạy lẹ. Bây giờ mình sẽ phải đi kiếm những cái hả lâu đài địa ngục các bạn, để mình có thể lấy được cái que quỷ lửa, mình mới có thể đi tới chỗ đánh rồng được các bạn à. Biết cái lâu đài địa ngục ở đâu bây giờ, tại vì nó quá là bự luôn các bạn, còn mình đi quá là tí hon, làm sao mà kiếm được bây giờ. Hình như mình thấy cái gì rồi nè các bạn ơi. Chứ đây chính là lâu đài địa ngục đây. Mình sẽ đi kiếm mấy con que quỷ lửa lẻ lên thôi. Ôi, cái con kia nó đang rượt tới mình á. Ôi ôi, nó thấy tôi rồi. Chạy. Đừng có bắn tôi mà. Trời đất ơi, may quá tôi trốn được rồi nè các bạn. Ôi trời. Que quỷ lửa. Bây giờ mình sẽ phải làm sao để đánh được mấy cái con này, tại vì mình quá là nhỏ mà. Được rồi, mình đánh nó thử coi bạn. Con que quỷ lửa kia ta sẽ xử ơi. Bay nè. Ôi trời, bay đi con. Ôi trời, cái con này nó bự quá vậy. Dạ, nó đánh mình. Mày nè con. Thanh kiếm kim cương khổng lồ, mình sẽ xử được nó thôi. Hãy cho được một con rồi. Ôi trong này có cái đường gì mình có lấy được đồ trong đây. Ui trời, trong này là mấy cái đồ gì không phải các bạn. Được rồi, để mình kiếm thêm mấy con quỷ lửa để mình đánh nốt, mình lấy que quỷ lửa coi. Ui đây có một con quỷ lửa này, mày ngồi lại đây, tôi đánh mày luôn này. Mày nè con. Ôi trời ơi, để xử đó mình lấy que quỷ lửa. Mày nè con. Ôi trời ơi, sao có mấy cái con mắt ma đi vậy. Hãy cha. Ôi trời ơi, mấy cái con mắt ma vậy. Tránh đây coi. Mấy cái con quái vật dưới địa ngục này đông thiệt chứ. A few moments later. Mình đã lấy được 15 que quỷ lửa, mình nghĩ nhiêu đây là đủ rồi đó. Và được rồi, bây giờ mình sẽ đi. Cái gì? Sao lại gặp mọi người ở ngay đây rồi? Chạy thôi. Chạy rồi. Mình phải chạy đi đâu vậy? Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ tôi nhảy xuống một cái là đảm bảo tôi bắn xác luôn á mọi người. Ôi, đằng kia nó có một cái gì? Một cái sợi lông hả? Mình coi cái này đây coi. Không bao giờ đầu hàng đâu. Tôi sẽ cầm cái lông này và nhảy xuống dưới. Hãy cha. Tôi đang đụng cái lông xuống lên các bạn ơi. Tại vì bây giờ tôi rất là nhỏ nên là tôi sẽ được rất là nhẹ như lông hồng khi mà mình đu lên cái này. Nhìn tôi đang wow. Sắp xuống được rồi. Cố lên. Được rồi, bây giờ mình chỉ cần quăng cái này đó. Hãy cha. Lông xích lên xuống được rồi. Leo. Tao cũng có sợi lông nè, mày xem đây. Hãy cha. Trời đất ơi, Huy nó nặng như quỷ vậy mà nó cầm lông nghĩ sao mà nó đu được cho mình. Thì có, tại vì mình nhỏ thôi à. Cánh cổng địa ngục tí hon của tôi kia rồi kìa các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta trở lại thế giới bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ chế tạo những cái con mắt Ender thôi nào. Let's go. Và bây giờ mình sẽ sử dụng con mắt này để đi tìm hả cái cánh cổng để mình đi xuống gặp rồng Ender bà. Với cái kích thước nhỏ xíu của tôi như thế này, có đánh được con rồng Ender không đây? Thì bạn hãy nhớ là coi hết video để ủng hộ cho tô gà tí hon nha. Many minutes later. Con mắt này nó là chỉ tôi gần lắm rồi này. Ôi hình như là trong cái gì? Cái gì
vậy? Sao dắt với Nabi Huy lại ở đây vậy trời? Ok, tụi mình chỉ cần đứng canh ở đây cho tới khi tôi gà bỏ cuộc là mình thắng rồi. Chết rồi, không thể nào như vậy được. Mình phải nghĩ cách gì đó. Tôi qua bây giờ phải làm sao để dụ họ bây giờ? À, mình có cách này các bạn. Các bạn thấy không? Gần cái cổng nó sẽ có một cái lồng cá bạc. Bây giờ mình sẽ sử dụng những cái con cá bạc đó. Mình sẽ ngụy trang thành một con cá bạc đấy bạn. Mình sẽ lẻn vô. Ôi, có những con cá bạc kìa. Ôi, ôi, bây giờ nhân lúc mọi người không để, bây giờ mình sẽ đặt những cái hả cái bạc vô. Đặt vô các bạn, đặt vô này. Tôi ở đây nè mọi người. Mọi người thấy sức mạnh của người tí hôm kia. Bye bye. Con đồng bay đâu rồi, tao sẽ đánh mày chết rồi, nó bay cao quá kìa các bạn. Nhưng mà tôi nhỏ xíu vậy làm sao tôi đánh bại được nó bây giờ? Giờ sao đây mọi người? Không lẽ nào mình chịu thất bại sao mọi người? Ôi từ từ, ở đây có một con ruồi hả? Đúng rồi, mình có một cái đồ cưỡi mà các bạn nhớ không? Mình đã lượm được cái đồ này ở cái chỗ địa ngục đó các bạn. Ví dụ mình đặt cái tấm cưỡi này lên con ruồi này thì sao? Để mình thử coi. Hãy cha. Wow, tôi có thể cưỡi lên con ruồi được nè các bạn ơi. Một kìa. Ôi, mọi người tới lại được rồi. Bây giờ mình sẽ thử cưỡi con ruồi bay lên. Wow, mình phải đi phá những cái cục này trước đã các bạn. Phá nè, ôi ôi, con ruồi này nó lợi hại quá. Được rồi, bây giờ mình dễ dàng chui vô trong lỗ này. Mình phá luôn nè. Wow, con ruồi tuyệt vời, tuyệt mày nè. Trời ơi, lần đầu tiên mà mình thấy ruồi nó có tác dụng như vậy đó coi. Mày nè, hãy cha đi rồi, hết rồi. Đi rồi, bây giờ con ruồi nó sẽ chở mình tới chỗ đánh rồng Ender. Ê, tôi gãy đang cưỡi lên con ruồi kìa. Ủa, cái gì cơ? Ôi, cái gì? Bơ, bị bắt hiện quá. Trời ơi, mọi người đang bắn con ruồi qua đây. Đừng có bắn con ruồi của tôi chứ. Mày nè con, mày nè con. Ôi, con rồng đang bị đánh nè các bạn ơi. Bay xuống dưới đó, đúng rồi. Đánh nó. Mày nè con. Ha ha ha, trận này tôi gà thắng chắc rồi các bạn ơi. Rồng lên. Ôi, ôi. Ha ha, mấy người kia không có bay được. Tại vì làm gì có con ruồi nào chở được mấy người đó đâu. Ha ha. Ôi trời ơi. Nó còn một xíu máu. Con rồng nào. Một xíu máu. Con rồng còn một chút xíu máu rồi kìa các bạn ơi. Ôi không, chết con ruồi của tôi rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Cái tôi chết luôn rồi. Ai cha. Ok, kẻ săn người chiến thắng. Trời ơi, thua rồi. Trời ơi, con rồng nó còn một chút xíu máu thôi mà các bạn nhìn kìa, vậy mà tôi thất bại rồi. Các bạn luôn muốn tôi chơi trò man hình này tiếp thì đừng quên comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Ôi, con rồng nó đi rồi, con rồng nó đi rồi kìa. Các bạn nhớ coi những cái video trước để coi tôi thắng như thế nào nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ôi, để đánh nó con rồng coi mọi người. Này thì rồng nè, nhưng mà thua rồi các bạn ơi. Nếu mà mình đánh được lúc mình còn sống thì mình thắng rồi. Ok, chào các bạn nha.